Lời Chúa hôm nay dành cho bạn. Chúa muốn gửi thông điệp quan trọng này cho các con yêu của Ngài. Con đứa trẻ của tôi, hãy để lời nói của con luôn luôn là những lời tử tế có sức mạnh để thay đổi thế giới. Mọi nơi con đi, những lời nói đang được hét lên với chúng ta, dù đó là trên biển bảng quảng cáo, âm nhạc chúng ta nghe, hoặc những cuốn sách chúng ta đọc và cách chúng ta giao tiếp. Chúng ta luôn luôn đọc, nghe và tiếp thu những từ ngữ đó, sau đó chúng được lưu trữ trong não bộ và phản ánh ra trong cuộc sống của chúng ta. Con đã từng để ý rằng khi con nói chuyện với một đứa trẻ nhỏ, chúng sẽ bắt chước con không? Đó là cách chúng học cách nói và những người xung quanh chúng quyết định những gì chúng học và cách chúng hành động. Cùng điều này theo chúng ta vào độ tuổi trưởng thành, phụ thuộc vào những người chúng ta ở xung quanh và những gì chúng ta tự đưa vào, đó là cách chúng ta hành động và nói chuyện. Nghe nhạc thể loại gì? Con đi chơi với ai? Con xem gì? Những yếu tố này đóng góp như thế nào vào cách con hành động và nói chuyện khi được bao quanh bởi chúng? Những bài hát này có chứa lời vu khống không? Người ta có nguyền rủa trong các chương trình TV mà con xem không? Nguyền rủa và nội dung không phù hợp, không xa lạ với chúng ta. Nhiều người làm điều đó xung quanh chúng ta suốt thời gian. Thường xuyên thấy ngôn từ tục tĩu và lời nói không hay trên mạng xã hội hoặc trên TV là điều phổ biến. Khó có thể hoàn toàn tránh được những từ tục tĩu và lời nói không hay khi chúng ta luôn bị bao quanh bởi chúng. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát những gì chúng ta nghe, xem và những người chúng ta bao quanh mình. Thay vì hát nhạc với những từ tục tĩu, chúng ta có thể chọn nhạc khác không nguyền rủa. Tôi không nói con phải hoàn toàn từ bỏ mọi thứ con yêu thích và trân trọng chỉ vì nó có thể xấu cho con. Tôi chỉ muốn con nhận thức về điều đó. Chúa không thích khi chúng ta lạm dụng danh Ngài, sử dụng ngôn từ tục tĩu và đắm chìm trong những hành vi như vậy. Hãy chia sẻ thông điệp này với những người thân yêu của bạn. Bạn sẽ được nhận tất cả những điều mà Chúa đã dành cho bạn nếu bạn tin vào Người. Cộng đoàn đừng quên tạ ơn Chúa nhé. Amen.